Vào chiều tối qua, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã đưa hai ngư dân là Nguyễn Hữu Đài và Nguyễn Đinh Hồng là thuyền viên của tàu cá BV94186TS tại Vũng Tàu vào bờ an toàn. Còn trong ngày hôm nay, hai ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã được tiếp nhận hai vỏ tàu thép hiện đại và bậc nhất ở khu vực miền Trung hiện nay. Hai ngư dân này đã bị tai nạn lao động khi đang đánh cá trên biển. Trước đó, Trung tâm 3 nhận được điện thoại thông báo tàu cá BV94186TS bị tai nạn cách Vũng Tàu 120 hải lý, cách quần đảo 49 hải lý về phía đông nam. Ngay sau đó, tàu SAR413 đã rời cảng đi cứu nạn. Hai ngư dân Nguyễn Hữu Đài và Nguyễn Đình Hồng, một người bị gãy chân, người còn lại bị thương ở đầu. Hai nạn nhân được các thuyền viên trên tàu sơ cứu bằng cách cố định chân, cầm máu và chuyển qua tàu TG2259TS để đưa vào bờ.